Xin chào anh em là Tú. Hôm nay em Tú lại trên tay cho anh em một chiếc đồng hồ của thương hiệu Longines. Và chiếc này là một chiếc hàng mới anh em nhé. Thì em sẽ đầy đủ là hộp sổ như ở đây. Thì trong cái quyển sổ khá là dày này và chúng ta sẽ có rất nhiều dòng chuỗi Longines ở đây. Đây là quyển sổ hướng dẫn sử dụng cũng như các điểm service của Longines trên toàn thế giới. Thì bên sau cuối cái quyển sổ này em sẽ có là một cái thẻ. Đây là cái thẻ bảo hành hãng của chiếc đồng hồ này. Và em sẽ có dấu ở đây là Time Club. Chiếc này của em sẽ mua tại Nhật và vào date là mùng 23 tháng 2 năm 2021. Có mã là L27555797. Với dấu series đây 45158738. Mặt sau thì mặt trước thì em sẽ có đây là một cái thẻ khá là khác biệt so với những cái thẻ cũ. Đây là một cái thẻ mới của Longines anh em nhé. Chiếc này thì anh em sẽ được bảo hành hãng là 25 và bảo hành song song sau em là 25. Cái tiến để sang một bên và chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật chính của em ngày hôm nay. Một chiếc Longines Master Connection rất là đẹp. Chiếc này của em sẽ có size là 38.5mm, độ dày tầm khoảng 9mm, phù hợp với những anh em nào mà yêu thích sự thanh lịch cũng như là một chút công sở. Em sẽ lau qua một chút. Anh em có thể thấy được là trên mặt số chiếc đồng hồ này được làm rất là nhiều đường vân nổi vào bên trên. Và chúng ta sẽ có là hai lịch day date ở góc 3 giờ đây. Với cọc số sẽ là cọc số Arabic và Longines lựa chọn cái form cái phông chữ này cũng rất là tuyệt vời. Anh em có thể thấy được là nó sẽ toát lên cái vẻ rất là thanh lịch. Vòng bên ngoài ở trên liềng này anh em sẽ có là các vạch chia phút với 60 phút này. Và dòng chữ Longines và logo được làm nổi trên mặt số. Chúng ta sẽ có là bộ kim được làm là kim lung xanh. Kim này thì anh em sẽ nhìn nghiêng này thì cái kim này nó sẽ ánh lên cái màu xanh navy cực kỳ là đẹp và bóng. Đó, một bộ kim rất là tuyệt vời. Đến phần thân chiếc đồng này thì em sẽ có là một cái thân thép không gỉ và liềng lúm dây sẽ được bọc vàng lá 18K. Chiếc này sẽ được bọc vàng là GC200 anh em nhé. Hai phần càng này khá là cụp nên là anh em tay tầm dưới 16.5 đeo chiếc này rất là đẹp. Đây là phần lúm trên đồng hồ này, em có thể lên có tay này và rút ra một lớp sẽ là chỉnh lịch. Anh em bạn tiến lên sẽ là chỉnh lịch ngày và bạn ngược lại sẽ là chỉnh lịch thứ. Đó, rất là dễ dàng. Bộ dây sẽ là bộ dây được làm khá là nhiều chỉ đan lại với nhau, với đường chỉ ở giữa sẽ là đánh phay xước và hai đường chỉ bên cạnh này sẽ được là bọc vàng lá GC200 và cái đường chỉ còn lại sẽ là thép đánh bóng. Và chúng ta sẽ có là khóa bấm đôi của Longines với logo thương hiệu của hãng ở chính giữa. Mặt sau dây thì sẽ có là các đường phay xước ở đây với các mũi tên, anh em có thể cắt mắt theo cái đường mũi tên này. Đây là phần chốt của phần bộ dây. Ở mặt sau thì anh em sẽ có bộ máy khá là bền bỉ và chuẩn xác là bộ máy L636.5. Bộ máy này thì anh em sẽ có là 25 chân kính, tần số dao động là 28.800, giá tích cót là 38 tiếng. Một bộ máy thuần ETA khá là ngon của Longines. Ở bên ngoài thì em sẽ có là dòng chữ này là Longines Master Connection và dòng chữ thép và GC200 ở đây. Sweet Mate này, độ chống nước là 30m, số series ở đây. Quay thì em sẽ lên tay thử cho anh em chiếc đồng hồ này nhá. Một chiếc đồng hồ khá là thanh lịch và đề mi vàng hồng, rất là dễ đeo. Lên tay em là cổ tay 15.8, đeo rất là đẹp. Trên này bên em đang bán mới 100%, đầy đủ là hộp sổ thẻ bảo hành hãng, bảo hành shop 25. Thì bên em đang bán với cái giá rất là tốt, loanh quanh chưa đến 66 triệu. Anh em quan tâm thì có thể qua trực tiếp soi và để lên tay, cũng như để lại tin nhắn cho em để em có thể tư vấn trực tiếp cho anh em nhé. Ok, thì em xin kết thúc video tại đây. Em xin chào gặp lại anh em.